bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần C nhỏ, đó chính là thao tác chứng minh nhá. Các bạn hiểu được bản chất, buổi trước chị đã phân tích rồi. Mình dùng bao nhiêu những cái lập luận đi chăng nữa cũng không bằng việc mình dùng một cái dẫn chứng. Nói có sách mách có chứng, số liệu thật, con người thật, thống kê thật, thì đó chính là những cái mà để củng cố niềm tin cho cái người đọc bài viết của các bạn, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có phần chứng minh nhá. Thao tác chứng minh, được không ạ? Phần chứng minh thì các bạn sẽ thấy rằng là đi kèm với chứng minh sẽ là dẫn chứng, rất quan trọng, đúng không ạ? Thế thì bây giờ tôi sẽ có cái yêu cầu về dẫn chứng là gì, được không nào? Bây giờ tôi sẽ phải đặt ra là yêu cầu về dẫn chứng là gì. Thì ở đây các bạn có thể chú ý này, chúng mình sẽ cùng xem một cái phần slide nho nhỏ của chị về dẫn chứng nhá. Đợi chị chút xíu ạ. Chúng ta sẽ có một cái phần slide nho nhỏ về dẫn chứng ở đây, được không nào? Các bạn ơi, những bạn nào mà không tham gia được buổi học ngày hôm nay á, thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động, chúng mình sẽ xem lại. Và có bất cứ một cái thắc mắc gì thì các em cứ nhắn chị, chị sẽ hỗ trợ giải đáp cho chúng mình. Thế nên là chúng mình cứ hết sức yên tâm nhé. Ok chưa nào? Ví dụ như ở đây tôi có một cái phần về dẫn chứng, được không ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là gì? À, chúng ta có thể thấy rằng là dẫn chứng ấy, thì nó sẽ mang một cái sức mạnh rất là lớn đối với gì ạ? À, mang một cái sức mạnh rất là lớn đối với bài nghị luận xã hội của chúng ta. Chúng ta sẽ có những cái tiêu chí để lựa chọn dẫn chứng. Chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ về cái kỹ thuật 4W1U1N. Và chúng ta sẽ cùng với nhau thực tập cái kỹ thuật 4W1U1N. Và đương nhiên chị cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn một trong những cái điều rất quan trọng, đó là tôi sẽ đưa cái phương pháp, cái phương pháp để đưa dẫn chứng vào bài viết một cách thuyết phục là như thế nào. Đã bao giờ các bạn đặt ra một cái câu hỏi rằng tại sao bài nghị luận xã hội của chúng mình lại cần phải có dẫn chứng chưa? Thành Vũ ơi, sao thế em? Em có câu hỏi gì à? Chị thấy em giơ tay hay là lại ấn nhầm đấy? Rồi ok nhá, thấy Thành rất hay giơ tay luôn nhá. Rồi ok, thì ở đây các bạn sẽ chú ý này. Chúng ta thường chỉ hiểu một cách đơn thuần rằng là bài nghị luận xã hội thì tôi cần dẫn chứng. Nhưng chúng ta rất ít khi đi tìm hiểu về đến tận nguồn cội rằng tại sao tôi lại cần dẫn chứng. Thì đây, cái phần một nhỏ này, sức mạnh của bài nghị luận xã hội đến từ đâu sẽ là câu trả lời dành cho các bạn, được không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng sức mạnh của một bài nghị luận xã hội đến từ sự lập luận của chúng ta về quan điểm của chúng ta đưa ra. Thế nhưng bên cạnh những lập luận đó thì sức mạnh của bài nghị luận xã hội cũng đến từ dẫn chứng. Đây là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng các em nhé. Bên cạnh đó, cái tầng ở phía dưới sẽ là diễn đạt của chúng mình nữa, đúng không ạ? Lập luận chặt chẽ, đúng không? Một cái bài viết mà có một cái hệ thống ý rõ ràng, mạch lạc chặt chẽ, mỗi cái luận điểm tách thành một đoạn văn, đây là một cái bài văn. Còn đương nhiên đối với một cái đoạn văn thì chúng ta sẽ cần đảm bảo là trong mỗi cái thao tác lập luận của chúng ta, cái hệ thống ý cũng phải rõ ràng, mạch lạc và chặt chẽ, đúng không ạ? Và đương nhiên dẫn chứng thuyết phục là một trong những cái điều cũng cực kỳ quan trọng, được không ạ? Đây là đối với bài văn nhé, thì chúng ta sẽ sử dụng ít nhất từ 2 đến 3 dẫn chứng có sức thuyết phục. Nhưng đối với đoạn văn thì các bạn chú ý giúp cho chị là chúng ta sẽ chỉ sử dụng một dẫn chứng thôi. Có những bạn sử dụng 2 dẫn chứng cũng được, thế nhưng các bạn nhớ là chúng ta phải tiết chế trong cái phần dung lượng của mình. Không phải là viết cái phần dẫn chứng mà đến nửa trang giấy đâu nhá. Rồi, và diễn đạt thì phải trong sáng, đúng không? Câu văn ngắn kết hợp những cái câu văn ngắn dài, kết hợp giữa trí tuệ và cảm xúc. Bởi vậy chúng ta mới nói rằng á, đương nhiên là một cái bài nghị luận xã hội thì cái điều cần nhất đó chính là một cái quan điểm rõ ràng, một cái hệ thống lập luận chặt chẽ. Nhưng văn nghị luận nó cũng sẽ có cái sự tươi mát riêng của nó. Và chúng ta đều biết rằng là một cái bài văn nghị luận xã hội mà để đạt được cái kết quả tốt ý, thì chắc chắn đó phải là gì ạ? Đó phải là một cái bài viết vừa có lý và vừa có tình. Đó phải là cái sự kết hợp giữa trí tuệ và cảm xúc. Thế nên các bạn hãy chú ý giúp chị nhé. Đây chính là những cái điều tạo nên sức mạnh của bài nghị luận xã hội. Đó, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể nào phủ nhận được cái vai trò của dẫn chứng, đúng không? Thế thì các bạn sẽ thấy rằng từ cái dẫn chứng là những cái điều mà chúng ta sẽ phải đưa vào trong cái thao tác chứng minh này, chúng ta nhận ra được cái mối quan hệ giữa vốn sống và bài nghị luận xã hội. Đó là lý do vì sao mà lúc nào chị Hiên cũng phải rát cổ bỏng họng nói với các bạn rằng
là các em ơi, các bạn phải chủ động trau dồi thêm cái kiến thức nền về nghị luận xã hội. Và cụ thể ở đây đó chính là vốn sống đi, đúng không? Thế thì hôm vừa rồi thì chị Hiên không có mở được cái hôm qua, chị Hiên không có mở được cho các bạn cái trang này các em nhé. Đây các em vào VN Express, hôm nay thì chị mở được rồi. Đây các bạn nhìn này, các bạn vào cái mục góc nhìn này nhé, được không ạ? Các em sẽ thấy có rất nhiều những vấn đề được viết bởi rất nhiều những tác giả ở đây. Và các em hoàn toàn có thể học cách viết nghị luận xã hội ở đây nữa. Ví dụ này, xây nhà giá rẻ có đủ đường, con tôi tự kỷ, nghiện quản lý. Đó, được không ạ? Hay ví dụ đọc nhiều như là khoe con. À, đó, được không ạ? À, đây, học gì để không thất nghiệp. Đấy, nghịch lý mua bán điện thoại, bắt nạt trẻ con, mái che cho người đi bộ. Đó, cuộc chiến với cây ngân hạnh. Đó, một quốc gia hạnh phúc, bản đồ cho nông dân, đánh thuế nước ngọt. Đó, được không ạ? Rất là nhiều những cái bài viết hay nhá. Rất là nhiều những cái bài viết hay cai nghiện TikTok. Đó, được không ạ? À, đấy, rất là nhiều những cái bài viết hay về những cái vấn đề trong cuộc sống. Đó là những cái vấn đề nó đã trở thành nhức nhối từ lâu, nhưng cũng có thể là những cái vấn đề mang tính chất cập nhật. Các bạn nhé, các bạn có thể, đây chị sẽ gửi link cho chúng mình. Đấy, các em có thể xem, đọc, tìm hiểu. Được chưa nào? Được không ạ? Các bạn có thể xem, đọc, tìm hiểu. Chị ơi, em học viết bài văn không học đoạn được không ạ? Em ơi, ngày hôm nay chị đang nói rất sâu về phần dẫn chứng, Thanh Loan nhá. Thế nên thành ra là cái phần dẫn chứng này không chỉ là cái phần mà chúng ta dùng cho đoạn văn, mà kể cả bài văn thì em cũng phải học dẫn chứng. Nên là các bạn hãy chú ý rằng là chúng ta cần phải trọng tâm vào cái buổi học ngày hôm nay với chị nhá, Thanh Loan nhá, chú ý nhá. Rồi, đấy thì chị gửi cho các bạn cái link đó để các bạn có thể tham khảo. À, ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo cái link này này, được không ạ? Đây này, từ điển danh ngôn này, cái này rất hay nhá. Các bạn có thể tìm thấy được những cái khái niệm, tìm thấy được những cái liên quan tới những cái trích dẫn phù hợp ấy. Đấy, các em có thể lưu những cái đó vào nhá. Để làm gì? Để chúng mình có thể tìm, đây ở bên này em nhìn thấy danh ngôn này, những cái câu này rất là phù hợp để các em có thể mở, các em có thể kết, cực kỳ hợp lý luôn. Được chưa nào? Đấy, chủ đề danh ngôn về ái quốc, ăn mặc, cuộc sống, cha mẹ, đam mê, đấu tranh, đoàn kết, gia đình, hàng xóm, hành động, sắp xếp theo đúng cái gì ạ? Thứ tự alphabet luôn đấy. Nên là các bạn hãy chú ý giúp chị là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động nhá. Các em hoàn toàn có thể chủ động tìm được rất nhiều những cái câu danh ngôn hay ở đây. Ví dụ như đề bài cho vào hoài bão chẳng hạn. Đó, chúng mình có ở đây này. Thấy không ạ? Tôi muốn tạo nên một âm thanh trong vũ trụ này. Đấy, được không ạ? Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất, nhưng ít ra bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ. Đó, được không ạ? Bạn sinh ra đã được mang đôi cánh, vậy tại sao bạn lại muốn trườn qua cuộc đời? À, được không ạ? Xa xa dưới ánh mặt trời là những hoài bão cao vời vợi của tôi. Có thể tôi không với được tới chúng, nhưng tôi có thể nhìn lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng và cố gắng đi theo chúng. Đó, rất là nhiều những cái câu danh ngôn hay mà các em dùng để làm cho phần kết, làm cho phần mở thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Rồi, thế thì đấy là chúng mình sẽ có, đấy là nói về một số những cái kênh mà các bạn sẽ chú ý giúp cho chị để chúng ta có thể lưu về. Lưu về để làm gì ạ? Lưu về để dựa vào đó thì các bạn sẽ sử dụng cho những cái phần ở trong triển khai những cái ý trong phần bài viết của chúng mình một cách phù hợp nhất. Được chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ quay trở lại với cái sức mạnh của dẫn chứng. Từ cái việc chúng ta nhìn nhận về sức mạnh của dẫn chứng thì các bạn sẽ thấy được cái mối quan hệ của vốn sống với bài nghị luận xã hội. Đó là một cái mối quan hệ như thế nào ạ? À, chúng ta sẽ đọc nhiều hơn. Đọc nhiều hơn để làm gì? Để đưa những cái gì chúng ta đọc vào trong phần bài viết, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tích lũy từ đọc báo, sách. Sau đó chúng ta sẽ ghi chú thông tin. Sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng những cái điều mà chúng ta đọc được từ sách báo đó, chúng ta sẽ đưa vào trong cái phần bài viết của mình một cách thích hợp, được không ạ? Bởi vì là tại sao ạ? Nếu như các bạn không có một cái quá trình để tích lũy dẫn chứng thì các bạn sẽ không thể nào huy động được dẫn chứng, và các bạn cũng không có cái ngữ liệu để mà lựa chọn cơ. Thế lúc nào cũng viết về dẫn chứng là Chủ tịch Hồ Chí Minh à? Lúc nào cũng viết về dẫn chứng là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký à?
với những cái dẫn chứng mà đã quen, quá quen thuộc và đã trở đi trở lại với chúng ta rất nhiều lần trong rất nhiều bài viết của các bạn rồi. Vậy thì các em ơi, một trong những cái điều vô cùng quan trọng đó là chúng ta cần phải tích lũy những cái tri thức từ đời sống xã hội để chúng ta có thể đưa nó vào trong phần bài viết của mình các bạn nhé. Đã bao giờ các bạn tự đặt ra một câu hỏi, thế nào là một dẫn chứng thuyết phục người đọc chưa? Hay nói cách khác, ở đây chị muốn nói tới những cái tính chất của dẫn chứng mà chúng ta cần phải đảm bảo. Vậy thì theo các bạn, chúng ta sẽ cần một dẫn chứng như thế nào trong bài nghị luận xã hội? Theo các em thì chúng ta sẽ cần một dẫn chứng như thế nào trong bài nghị luận xã hội? Chị mời Huy nào, chị mời em. Theo Huy thì sao? Chúng ta cần một dẫn chứng như thế nào? À, thưa chị, ta cần dẫn chứng chính xác. À, rất đúng. Trước tiên là nó phải chính xác. Gì nữa em nhỉ? Mới cập nhật. À, mới, đúng rồi, cập nhật. Gì nữa em? Có một cái yếu tố mà chị nghĩ phù rằng phù hợp với cả chủ đề. À, cực kỳ chính xác. Phù hợp. Đúng không ạ? Và chúng ta nên lựa chọn những dẫn chứng tiêu biểu nữa. Rất chính xác đấy ạ. Chị cảm ơn Huy, tốt quá. Rồi, thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Ở đây thì có đưa ra 3 cái tiêu chí lựa chọn dẫn chứng cho bài nghị luận xã hội. Được không ạ? Đó là nó phải đúng, hay nói cách khác nó phải chính xác. Bây giờ gì ạ? Cung cấp thông tin, đưa thông tin mà lại đưa thông tin sai, đúng không ạ? Đưa những cái thông tin mà nó không đúng, thế thì hóa ra là chúng mình đang bịa dẫn chứng à? Chúng mình đang bịa về người đó à? Đúng không ạ? Trước tiên là nó phải đúng cái đã. Đúng ở đây thì là sẽ là vừa là một cái thông tin mà nó phải chính xác, nó vừa phải đúng đề tài, nó phải đúng lúc và đúng chỗ. À, cái thứ hai là đắt. Đắt ở đây là gì ạ? Nó phải tiêu biểu, phải có sức thuyết phục cao. Và cái một cái nữa đó là mới, có nghĩa là có tính thời sự và được nhiều người quan tâm. Thế nhưng mà các bạn ơi, trong cái trường hợp mà chị thấy rằng là thật ra ấy, nếu như chúng mình có đủ cái khả năng để tích lũy thật là nhiều những cái vốn tri thức từ cuộc sống, đặc biệt là những cái phần dẫn chứng về những cái câu chuyện, những cái con người từ trong cuộc sống để chúng ta đưa vào trong phần bài viết của mình, thì nó là một điều rất là tuyệt vời. Thế nhưng nếu như trong trường hợp mà chúng ta không thể nhớ được quá nhiều những cái câu chuyện cập nhật trong cuộc sống, và lúc đó thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng những cái dẫn chứng mang cái tính chất kinh điển, có thể là nó không mới nhưng nó vẫn phù hợp, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng, được không ạ? Thế nên các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì? Những cái yếu tố mà chúng ta cần cho một cái dẫn chứng đó sẽ là chính xác, tiêu biểu, cập nhật và phù hợp các bạn nhé. Thế thì chúng mình sẽ có thể tìm những cái nguồn dẫn chứng ở đâu đây? À, các bạn hãy chú ý giúp chị, chúng ta có nguồn dẫn chứng. Các bạn thường tìm dẫn chứng ở kênh nào? Chúng mình sẽ gõ vào hộp chat giúp chị Hiên nhé, để chị xem là các bạn thường tìm dẫn chứng ở kênh nào nhé. Các bạn sẽ gõ vào hộp chat giúp chị những cái nguồn kênh mà các bạn hay tìm. À rồi, ok, tốt. VTV24, rất chính xác. Gì nữa nào? Các bạn hay tìm ở kênh nào nữa? Nào, các bạn sẽ gõ giúp chị Hiên vào hộp chat nhé, để xem là các bạn hay tìm ở kênh nào. À đúng rồi, chính xác. Rồi, chính xác. Rồi, kênh nào nữa ạ? À, kênh nào nữa nào? Kênh nào nữa? Em ơi, cái vấn đề nằm ở chỗ ấy, Thanh Loan ơi, cái vấn đề nằm ở chỗ là em sử dụng dẫn chứng đó cho đề bài nào. Đó, Thanh Loan nhá. Còn bất cứ một cái câu chuyện gì, một cái sự kiện gì, một cái con người nào ở trong cuộc sống mà mang những cái tính chất như chị vừa nói, chính xác, tiêu biểu, cập nhật và phù hợp, thì nó đều có thể trở thành dẫn chứng cho bài nghị luận xã hội. Rồi, từ sách báo, trên các trang mạng như Instagram, Facebook, vân vân. Ok, các bạn khác thì sao nào? Nào, mỗi bạn có thể để lại cho chị ở đây một vài nguồn nhá, mà các bạn thường tìm nhá. Hay là các bạn chẳng bao giờ tìm dẫn chứng? Hay là các bạn không bao giờ tìm dẫn chứng? Và cái cách mà các bạn thường làm là các bạn sẽ tìm dẫn chứng trong bài mẫu. Hả? Các bạn thường tìm dẫn chứng trong bài mẫu à? À, các bạn thường tìm dẫn chứng trong bài mẫu ừ? Ồ, ok, đúng rồi. Chương trình Trái Tim Cho Em, Việc Tử Tế, Cặp Lá Yêu Thương, rất chính xác. Đúng rồi đấy ạ. Thì các bạn ơi, chúng ta có thể thấy nhá, có những cái trang mà chị thấy rất là uy tín và chúng ta tìm được rất nhiều những cái dẫn chứng hay ở đó,
Thậm chí là chúng ta còn tìm được cả những cái bài nghị luận xã hội được thể hiện bằng cái gì ạ? Bằng cái phương thức đó là qua các cái video, được không ạ? Chứ không phải là bài viết rất hay luôn trên VTV24, được không ạ? Ở đâu nữa? Trang Việc Tử Tế, được không ạ? Ở đâu nữa? À, Cặp Lá Yêu Thương, được không ạ? Trên những cái trang báo như là Dân Trí, VN Express, Lao Động, vân vân. Ok chưa ạ? Đấy, các bạn có thể tìm nhá. Các bạn có thể sưu tầm từ những cái trang như vậy. Ok chưa nào? Thế thì các bạn ơi, nếu như mà để nói về, đây là yêu cầu đối với dẫn chứng. Cái tiếp theo, đây là nguồn dẫn chứng. Và một cái ý nữa đó chính là chúng ta sẽ cần phải phân chia, phân loại dẫn chứng. Thì ở thời điểm hiện tại, chị sẽ chia cho các bạn thành hai dạng dẫn chứng để các bạn có thể chủ động nắm bắt nhé. Thứ nhất, đó là dẫn chứng mang tính chất kinh điển. Thường thì sẽ là những vĩ nhân, những nhà bác học, những nhà khoa học, nhạc sĩ, được không ạ? Nhà văn nổi tiếng với những cái câu chuyện về cuộc đời của họ. Ok chưa nào? Ví dụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh, được không ạ? Hay là về Thomas Edison, được không ạ? Einstein, vân vân nhá. Và cái thứ hai đó là gì ạ? Đó là cái những cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật, được không nào? Dẫn chứng mang tính chất cập nhật. Ví dụ như chúng ta có về Quang Linh Vlog, đúng không? Với những cái chương trình thiện, với những cái chương trình giúp đỡ cho người dân châu Phi, đem cái văn hóa của Việt Nam đến với mọi người ở dân châu Phi ở Angola, đúng không? Hay là Hoa Hậu Thùy Tiên với những cái chương trình thiện nguyện rất là có ý nghĩa, một cái, được không ạ? Hay là gì ạ? Những cái con người mà ở trong cuộc sống nhưng mà được nhiều người biết đến và họ có những cái câu chuyện truyền cảm hứng, chúng ta có thể lấy để đưa vào trong phần bài viết của mình nhá. Ok chưa nào? Thì ở đây chị phân loại cho các bạn như vậy để các bạn biết được là gì ạ? Những cái dẫn chứng mang tính chất kinh điển, có nghĩa là có thể rất 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 nhiều năm sau người ta vẫn sẽ nhắc về những cái con người như thế, với những cái thành tựu, với những cái điều gì ạ tuyệt vời mà họ để lại, đúng không ạ? Thế thì các bạn mới thấy rằng là nếu như mà xét về cái mức độ mà chúng ta nói rằng là về cái độ cũ ấy, thì có phải rõ ràng là những cái dẫn chứng mang tính chất kinh điển là sẽ thường là các bạn sẽ chê là nó cũ không? Thường sẽ là như vậy, đúng không? Thế nhưng cũng có một cái cách để chúng ta làm mới những dẫn chứng cũ. Đó là bây giờ thay vì việc chúng ta nói đến những cái câu chuyện mà rất rất là nhiều người biết, thì chúng ta hãy nói về những câu chuyện mà rất ít người biết, thì tự nhiên cái dẫn chứng đó lại trở thành một cái dẫn chứng mới, đúng không? Thế thì bây giờ hãy nhớ nhá, nếu như các bạn muốn làm mới những cái dẫn chứng mang tính chất kinh điển thì các bạn hãy nói về những cái khía cạnh, hãy nói về những cái câu chuyện, được không ạ? Ít người biết đến. Đó, được không nào? Một xíu nữa chị sẽ lấy ví dụ cho các bạn để các bạn sẽ hiểu cái này nhá. Chị sẽ lấy ví dụ cho các bạn để các bạn sẽ hiểu cái này. Nhưng mà trước tiên thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là đây là về mặt phân loại, được chưa? Đây là về mặt phân loại nhá, để các bạn sẽ biết nhá. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến những cái bước để chúng ta có thể đưa dẫn chứng vào trong bài viết của các bạn. Các bước đưa dẫn chứng vào bài viết. Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một điều là gì ạ? Muốn đưa được dẫn chứng vào bài viết thì trước tiên chúng ta phải có cái gì đã? Trước tiên chúng ta phải có dẫn chứng cái đã, đúng không? Đấy là điều tất lẽ dĩ ngẫu, điều đương nhiên mà, đúng không? Thế thì cái bước 1 chúng mình sẽ làm sẽ là, bước 1 sẽ là thiết lập bộ dẫn chứng.
Các bạn đã chủ động thiết lập một cái bộ dẫn chứng của mình chưa? Chị tin là ở đây thì cũng có nhiều bạn đã chủ động thiết lập cái bộ dẫn chứng của mình rồi. Được không ạ? Đúng không nào? Và cũng có nhiều bạn là vẫn chưa có thiết lập bộ dẫn chứng. Thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập bộ dẫn chứng theo cái kỹ thuật, đó chính là 4W, 1U và 1N nhá. Về cơ bản là các bạn hoàn toàn có thể chủ động linh hoạt để thay đổi nhá. Các bạn hoàn toàn có thể chủ động linh hoạt để thay đổi cái cách thiết lập này cho nó đơn giản hóa hơn. Nhưng mà ở đây là một cái cấu trúc chuẩn, các bạn hoàn toàn có thể chủ động lược bớt đi, không sao hết nhá. Được chưa nào? Chị lấy ví dụ này, chúng ta sẽ có một cái bảng như sau. Được không ạ? Chúng mình sẽ có một cái bảng như sau. Trước tiên này, đó là W đầu tiên. Đó là who. Có nghĩa là tên sự vật sự kiện. Được không ạ? Sau đó mình sẽ có ở đây là where. Một W nữa nhé. Được không ạ? Là gì? Là địa điểm. Được không ạ? Thêm một W nữa nhé. Sẽ là when. Là diễn ra khi nào? Thời gian. Được không ạ? Một W nữa là what. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tóm tắt lại nội dung. Được không ạ? Và một U ở đây, đó là use. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sử dụng cho đề nghị luận xã hội về. Được không ạ? Và một cái cuối cùng ở đây, đó chính là N. Được không ạ? Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nguồn. Đó. Thế thì các bạn sẽ chú ý là các bạn hoàn toàn có thể lược cái này nhá. Em hoàn toàn có thể lược cái này. Ok không nào? Các bạn hoàn toàn có thể lược cái này. Được chưa ạ? Và các bạn hoàn toàn có thể chủ động là gộp cái what mấy cái when này vào cái what thôi. Hiểu ý chị không ạ? Và gộp cái where when này vào what. Tức là trong cái tóm tắt nội dung là mình sẽ chủ động là mình sẽ gì ạ? À, mình sẽ nêu ra về cái thời gian địa điểm luôn. Hiểu ý chị không ạ? Mình sẽ chủ động nêu ra về cái thời gian địa điểm luôn. Thì ý là gì? Các em có thể tóm gọn lại bằng cụ thể là 3 cột như thế này. Với một cái đó là gì ạ? Tên sự. Được không ạ? À, tên nhân vật chứ. Chị xin lỗi, chứ không phải là sự vật. Tên nhân vật. Tên nhân vật. Được không ạ? Tên nhân vật sự kiện. Ok không? Tiếp theo đó chính là tóm tắt nội dung. Và cái cuối cùng đó chính là sử dụng cho đề bài này. Đó, ok chưa? Hiểu ý chị không ạ? Nhá, sử dụng cho đề tài nào. Đấy, thì mình sẽ có những cái phần chính như thế nhá. Tên nhân vật sự kiện, tóm tắt nội dung và sử dụng cho đề tài như thế nào. Được chưa ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau lấy một cái ví dụ ở đây. À, chúng ta sẽ có một cái nhân vật. Thật ra thì nhân vật này cũng khá là lâu rồi, nhưng mà cũng là một cái nhân vật khá là ấn tượng, được không ạ? Đó chính là anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Đó, được không nào? Đó chính là anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Thì ở đây chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Chúng ta sẽ tóm tắt nội dung đó chính là vào tháng 2 năm 2021, đúng không? Tại chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng. Trên đường Nguyễn Huy Tưởng. Thì sao ạ? Tại chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng thì anh Mạnh đã xả thân. Làm gì nhỉ? Anh Mạnh đã xả thân đỡ một em bé rơi từ tầng 12
sụ của gì đúng không ạ? Rơi từ tầng 12 của chung cư. Đúng không? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, và may điều kỳ diệu đã xảy ra là em bé ấy đã được cứu. Đúng không ạ? Và không gặp vấn đề gì nguy hiểm. Đúng chưa nào? Thế thì các bạn ơi, chúng ta có thể sử dụng cái dẫn chứng này cho đề tài nào nào? À, ví dụ, đó là đề tài về gì? À, những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Đúng không? Về sự tử tế. Đúng không ạ? Về sự dũng cảm. Về tình yêu, tình người. Đúng không? Về sự cống hiến. Đúng không nào? Thì đấy là những cái đề mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Và các em ơi, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thiết lập như vậy. Các bạn nhá, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thiết lập một cái bảng dẫn chứng như thế này. Và chị nói luôn là chắc chắn các em sẽ phải chủ động thiết lập dẫn chứng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như các bạn mà không thiết lập dẫn chứng ấy, thì các bạn sẽ cực kỳ là khó khăn trong việc huy động dẫn chứng của các em. Hãy nhớ là như thế ạ. Chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn trong việc huy động dẫn chứng ạ. Chính vì vậy mà các bạn hãy chú ý giúp chị một điều rằng là chúng ta cần phải thiết lập dẫn chứng các em nhá. Ok chưa nào? Chúng ta cần phải thiết lập dẫn chứng. Đây là một trong những cái điều mà chị nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm. Và chúng ta thực sự phải nghiêm túc làm. Bởi vì chỉ khi thiết lập dẫn chứng thì các bạn mới có được cho mình những cái phần gì ạ? Các bạn mới có được cho mình những cái phần ngữ liệu. Được không nào? Mới có được cho mình những cái phần ngữ liệu tốt để chúng mình đưa vào trong cái việc, cái thao tác ở đây đó chính là cái thao tác chứng minh. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Các bạn ơi, sau ngày hôm nay chúng ta hãy chăm chỉ làm cái việc này hơn nhé. Hãy chăm chỉ để thiết lập được một cái bảng dẫn chứng của riêng mình. Và những bạn nào đã thiết lập được một cái bảng dẫn chứng của riêng mình thì hãy khoe với chị và hãy khoe với cả lớp để chúng ta cùng tiếp thêm cho nhau cái động lực, để chúng ta cùng với nhau học nghị luận xã hội tốt hơn bằng cái việc là gì ạ? Là thiết lập được những cái bảng dẫn chứng như thế này các em nhé. Chị rất hy vọng là trong những ngày tới chị sẽ nhận được những cái bảng dẫn chứng được trình bày theo những cái cách thức khác nhau của các bạn. Được không nào? Rồi, thì đây là cái bước đầu tiên. Bước đầu tiên để đưa dẫn chứng vào bài viết là cần phải có dẫn chứng đã. Thì ở đây là mình đã đi thiết lập cái bộ dẫn chứng rồi. Bây giờ bước số 2 này là bước cực kỳ quan trọng. Đó chính là đưa dẫn chứng vào bài viết một cách thích hợp. Đưa dẫn chứng vào bài viết cho phù hợp. À, các bạn ơi, đây mới là cái bước khó. Và chị sẽ đưa cho các bạn một cái cấu trúc nha. Chị sẽ đưa cho các em một cái cấu trúc. Cấu trúc của chúng ta sẽ là: thứ nhất, tôi phải có câu dẫn. Câu dẫn để dẫn vào dẫn chứng chứ, đúng không? Câu dẫn và gọi tên dẫn chứng. Được chưa? Sau đó thì làm gì? Sau đó thì trình bày dẫn chứng. À, được không ạ? Và sau đó thì phân tích dẫn chứng. Phân tích dẫn chứng để làm gì ạ? Để thấy được cái tính phù hợp với vấn đề. Để làm gì? Để gia tăng cái sức thuyết phục cho vấn đề. Thì các bạn ơi, đây chính là cái cấu trúc của chúng ta nhá. Nói như thế này thì có vẻ là các bạn vẫn sẽ chưa hiểu lắm. Nhưng mà trước tiên chị sẽ làm rõ về cái phần một câu dẫn này trước. Phần này là cái phần mà chúng ta có thể chuẩn bị trước này. Sẽ có các kiểu câu dẫn mà các bạn có thể sử dụng để đưa vào, để bắt đầu viết cho cái phần chứng minh này. Ví dụ nhé, đó chính là chúng ta sẽ có này: một trong những minh chứng rõ nhất đây, để chị đưa cái này xuống nhé. Đây ạ. Một trong những minh chứng rõ nhất. À, được không ạ? Một trong những minh chứng rõ nhất cho cái vấn đề gì đấy là. Đó, đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai: tôi vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ và trân trọng cho. Dành sự ngưỡng mộ và trân trọng cho. Đó, được không ạ? Hay là tên dẫn chứng này. Được không ạ? Cộng với
là một trong những minh chứng rõ nét cho đó, ok chưa ạ? Hay ví dụ như là câu chuyện của, được không ạ? Hình ảnh về, đúng không? Đã khiến tôi tin vào cái gì đấy, được không? Hay là ví dụ như là đề cập tới vấn đề gì đấy, ta không thể không nhắc tới, hay là ta không thể quên cái gì đó. Ok không ạ? Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể dẫn dắt vào dẫn chứng. Và đây là một trong số những cái sự gợi ý cho các bạn nhá. Đây là một trong số những cái sự gợi ý cho các bạn. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với một cái gì? Chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một cái ví dụ để các bạn sẽ hiểu hơn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một cái ví dụ đi. Bây giờ ví dụ đầu tiên. Ví dụ 1 để đưa dẫn chứng vào nhá. Đó chính là đề bài của chúng ta là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của lòng vị tha. Rồi, bây giờ tôi viết bước 1 nhá. Là tôi phải dùng một cái câu dẫn dắt nhá. Đúng chưa ạ? Bước 1 là tôi phải gì? Tôi phải bắt đầu dẫn dắt nhá. Như sau, tôi bắt đầu viết, đó chính là, được không ạ? À, đó chính là gì ạ? À, câu chuyện. Câu chuyện về Phan Thị Kim Phúc, bà Phan Thị Kim Phúc. Được không ạ? Gạch ngang. Em bé Napam. Được không ạ? Em bé Napam. Được không? Trong bức ảnh gây chấn động. Thế giới về chiến tranh Việt Nam đã thêm một lần nữa, được không? Cho chúng ta thấy ý nghĩa của lòng vị tha. Các bạn hiểu ý chị không ạ? Đấy là mình dẫn vào nhá. Thế xong bây giờ mình sẽ làm gì? Bước số 2, mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ bắt đầu trình bày dẫn chứng. À, được không ạ? Bắt đầu trình bày dẫn chứng nào. Mình sẽ trình bày dẫn chứng nhá. Đó là gì? À, cô bé ấy đã phải chịu những vết thương sâu sắc. Về thể xác và tinh thần. Đúng không? Chấm. Khi trưởng thành. Kim Phúc đã tha thứ. Kim Phúc chọn cách tha thứ cho những người ở bên kia chiến tuyến. Được không? À, là những người mà đã trực tiếp gây ra nỗi đau cho cô. Đúng không? À, Kim Phúc chia sẻ. Sự tha thứ giải thoát tôi khỏi lòng thù hận. Đúng không ạ? À, gì nữa? Vẫn còn nhiều vết sẹo trên thân thể tôi và sự đau đớn vẫn kéo dài trong nhiều ngày, nhưng tâm tôi nay đã được an lành. Được không ạ? Đấy. Đấy là cái việc chúng ta trình bày ra dẫn chứng. Được không ạ? Và sau đó chúng ta cũng đồng thời là phân tích cái dẫn chứng để thấy được cái tính phù hợp và khẳng định lại cái tính phù hợp đó. Đúng không? Được không ạ? Sự tha thứ. Đúng không? Hay là gì ạ? Lòng vị tha đã giúp, đúng không? Đã giúp Kim Phúc thoát, được không ạ? Thoát khỏi nỗi đau. Đúng không? Thoát khỏi nỗi đau, đúng không ạ? Thoát khỏi lòng thù hận, thoát khỏi nỗi đau và từ đó hướng tới
cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó, được không ạ? Và chúng ta thấy rằng là từ cái điều đấy chúng ta sẽ thấy rằng là một cái sự khẳng định ở phía trên, đó chính là ý nghĩa lớn lao của lòng vị tha. Được không ạ? Các bạn hiểu với chị không nào? Có nghĩa là đưa ra dẫn chứng ở đây không phải chỉ dừng lại ở việc là các bạn nêu cái dẫn chứng đó ra là gì, mà các bạn sẽ còn phải có được một cái sự bình luận, một cái sự phân tích phù hợp. Được chưa ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Hay là ví dụ như chúng ta có một cái đề bài khác, lấy một cái ví dụ khác đi. Đề bài, ví dụ 2. Được không nào? Đó là về ý nghĩa của lối sống sẻ chia. Ý nghĩa của lối sống sẻ chia. Đó, thì ở đây các bạn có thể viết số 1, bắt đầu mình dẫn vào này. Đó chính là gì ạ? À, nhắc đến lối sống đẹp đẽ này. À, được không ạ? Cũng xuất phát từ thông điệp. Xuất phát từ thông điệp. Cho đi là còn mãi. Cho đi là còn mãi. Được không? Phẩy bé Hải An. Đó, nhắc tới rồi đấy ạ. Được chưa nào? Sau đó bắt đầu là gì? Sau đó bắt đầu là số 2, là bắt đầu trình bày luôn. Bé Hải An. Một em bé với trái tim nhân hậu. Với trái tim nhân hậu. Khi biết được về căn bệnh của mình. Được không ạ? Phải. Dù còn rất nhỏ, nhưng em đã quyết định hiến giác mạc để dành sự sống đó cho một người may mắn. Đúng không ạ? Dù còn rất nhỏ, nhưng em đã quyết định hiến giác mạc. Được không nào? Đã quyết định hiến giác mạc của mình để dành sự sống đó cho một người may mắn. Được không ạ? Xong bắt đầu phân tích nhá. Trình bày xong rồi thì bây giờ sẽ phân tích để thấy được cái sự hợp lý. Được chưa ạ? Hành động nhân ái. Hành động nhân ái của bạn của Hải An. Được không? Cho ta thấy được ý nghĩa của lối, ý nghĩa của lối sống sẻ chia. Đúng không? Được không nào? Cho ta thấy được ý nghĩa của lối sống sẻ chia. Và nó đã truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng gì ạ? Đến toàn xã hội. Đó, ví dụ là như vậy. Ok chưa nào? Thì các bạn ơi, hãy nhớ giúp cho chị nhé. Đấy chính là cách mà mình đưa ra dẫn chứng, các em ạ. Chứ không phải là chỉ dừng lại ở một cái việc là gì, là tôi chỉ nhắc đến dẫn chứng đấy và tôi cho rằng đấy là tôi đã đưa ra dẫn chứng rồi. Mà đưa ra dẫn chứng ở đây là gì? Đưa ra dẫn chứng ở đây là chúng ta phải trải qua các bước như chị vừa nói. Phải có câu dẫn để dẫn vào, gọi tên dẫn chứng ra, trình bày dẫn chứng, phân tích dẫn chứng. Được không ạ? Để thấy được cái tính phù hợp của vấn đề và sức để làm gì ạ? Để có thể là tạo ra một cái sức thuyết phục dựa vào cái dẫn chứng đấy đối với cái vấn đề mà chúng ta đang làm rõ. Các em ơi, các em xác nhận lại giúp chị nào. Các em có nắm được cái nội dung thông tin cực kỳ quan trọng mà chị vừa trao đổi vừa rồi không ạ? Đó là về cái cách đưa ra dẫn chứng ở trong phần bài viết. Đương nhiên nhá, đó phải là một cái sự luyện tập để các bạn có thể linh hoạt, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải như vậy. Nhưng mình cần phải đạt được những cái yếu tố như vậy. Còn đương nhiên, đối với cái sự diễn đạt của từng bạn, đối với từng đề sẽ là khác nhau, chắc chắn là như vậy. Ok chưa nào? Các bạn có nắm được không ạ? Rồi, vậy thì hãy luyện tập thường xuyên từ bây giờ. Không đưa dẫn chứng theo cái kiểu đấy là mình chỉ gọi tên dẫn chứng ra nữa nhá. Không được đưa nửa vời như thế nữa nhá. Mà hãy nhớ là phải có một cái sự phân tích, phải có một cái sự trình bày về dẫn chứng. Nhớ chưa nào? Để tăng thêm cái tính thuyết phục. Bởi vì rõ ràng ở đây là mình đang đưa ra dẫn chứng để mình phục vụ cho một cái mục đích là gì ạ? Là để làm rõ cái vấn đề đấy mà. Mà tại sao mình lại đưa dẫn chứng theo cái kiểu nửa vời? Đúng không? Tại sao mình lại đưa dẫn chứng theo cái kiểu nửa vời? Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Đấy là phần đưa ra dẫn chứng nhá. Và hãy chú ý giúp cho chị điều này. Đó là một dẫn chứng có thể sử dụng cho nhiều đề khác nhau. Cái quan trọng nhất là dựa vào cái yếu tố khi chúng ta
đưa dẫn chứng và phân tích khía cạnh nào của dẫn chứng, khía cạnh nào hay góc nhìn nào về dẫn chứng. Hãy nhớ cái chỗ đó cho chị, được không ạ? Ví dụ như là đấy, chị nói đấy, dẫn chứng về anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Bây giờ mình phân tích nếu như đối với cái đề bài đó là về những cái điều tử tế trong cuộc đời, đúng không ạ? Ý nghĩa của những điều tử tế trong cuộc đời thì mình có thể viết là gì? Nói về ý nghĩa của những điều tử tế trong cuộc đời, tôi nhớ về anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người anh hùng đã cứu một đứa bé rơi từ tầng 12 ở khu chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng vào đầu năm 2021, đúng không? Thế nhưng mà sau đấy thì anh ấy không có nhận bất cứ một cái, tức là anh ấy cũng không tự nhận bản thân mình là anh hùng. Anh ấy chỉ cho rằng là đó là điều mà anh ấy cần làm với cương vị của một người bố. Và chính cái hành động xả thân đó của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã cứu sống được một con người, đúng không ạ? Đã cứu sống được tương lai của một đứa trẻ. Và điều đó càng làm cho chúng ta tin vào sức mạnh lớn lao của những điều tử tế trong cuộc đời này, truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh, ví dụ thế. Nhưng nếu như cũng với cái dẫn chứng đấy mà mình nói về lòng dũng cảm thì mình sẽ lại phải phân tích kiểu khác. Các em hiểu ý chị chưa ạ? Tức là cái điều quan trọng nhất là chúng ta xoay chuyển linh hoạt dẫn dắt như thế nào. Nên đôi khi chị mới nói rằng là thật ra cái việc mà các bạn có 10 dẫn chứng nhưng các bạn biết linh hoạt để xoay chuyển 10 dẫn chứng đó sử dụng cho các dạng đề khác nhau thì nó sẽ còn tốt hơn rất nhiều so với việc các bạn có 100 dẫn chứng, 200 dẫn chứng nhưng các bạn lại không biết sử dụng linh hoạt nó. Các em nhá. Và thêm một cái nữa giống như cái mà chị Hiên vừa nói á. Chúng ta có thể làm mới dẫn chứng cũ. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như là Bác Hồ chẳng hạn. Chúng ta biết tới những cái câu chuyện rất quen thuộc của Bác. Chúng ta nói về đức tính giản dị của Bác, nói về sự giản dị với cái cách sống, với cách ăn uống. Nhưng mà bây giờ ví dụ như chúng ta có được một cái đề bài, đó là khoan dung với người khác và nghiêm khắc với chính bản thân mình. Ví dụ một cái đề bài như vậy, thế thì chúng ta có thể sử dụng dẫn chứng về Bác Hồ được không? Đó, thì nhiều bạn sẽ bắt đầu là tự đặt ra một cái câu hỏi là không biết là mình có thể sử dụng một cái dẫn chứng về Bác Hồ được không? Thế thì ý chị muốn nói đây là gì? Làm mới dẫn chứng cũ ấy, là mình sẽ chủ động tìm hiểu sâu về nhân vật đó, với những câu chuyện ít người biết, được không ạ? Với những câu chuyện ít người biết và vận dụng một cách linh hoạt, được không ạ? Ví dụ như là về Bác Hồ, với cái đề bài này chúng ta hoàn toàn có thể chủ động viết về cái câu chuyện đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, Bác nhường chiếc áo ấm cho một tù binh, được không ạ? Đối với Bác thì một trận đánh mà chết nhiều người không phải là một cái trận đánh đẹp, được không nào? Thế nhưng Bác lại luôn nghiêm khắc với chính bản thân của mình. Đó là gì ạ? Không cho phép mình đi muộn, không cho phép mình được chen lên trước, không có bất cứ một cái sự ưu tiên nào cho chính mình cả. Và chính cái điều đó đã tạo nên nhân cách của một vĩ nhân. Và để chúng ta hiểu được cái giá trị của việc là nếu như chúng ta muốn đạt được thành công hay muốn hướng tới những cái giá trị hạnh phúc thì chúng ta phải biết khoan dung với người khác và nghiêm khắc với chính bản thân của mình. Đó, thì cái câu chuyện này đâu phải là nhiều người biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đâu, đúng không? Thế nhưng nếu như bản thân các bạn là người mà biết được về cái câu chuyện này thì rõ ràng các bạn đưa vào nó sẽ là một cái lợi thế dành cho các bạn. Vậy nên chị mới nói với các em rằng điều quan trọng nhất không phải là việc các bạn có bao nhiêu dẫn chứng, mà điều quan trọng hơn là cách các bạn linh hoạt đưa dẫn chứng vào như thế nào cho phù hợp thôi. Nhá. Thì đấy là cái vấn đề về dẫn chứng, thì các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị Hiên nha. Đây, cái đưa ra cho các bạn đây. Đó, ok không ạ? Các bạn tìm những cái trang báo này. Đấy, thấy không ạ? Đó, tìm ở trên những cái trang báo này. Ok chưa? Đấy, những cái tấm gương này.
đúng không? Thì các bạn sẽ chú ý nhá, được không ạ? Đó, kiểu như vậy chúng ta sẽ thiết lập như thế, ok chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá.